Xin chào các bạn hãy cùng mình tô màu cho bức tranh này nhé. Các bạn thân mến, vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh này rồi. Các bạn hãy ấn like video và đăng ký kênh cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.